Ai là người có thân hình hoàn hảo nhất Blackpink chuyên gia thể hình đánh giá? Theo đánh giá, Lisa là người có thân hình hoàn hảo nhất Blackpink với tỷ lệ 9, một vạn người có một. Đây là lý do dù chiều cao 1m67 nhưng cô nàng sở hữu đôi chân dài miên man ấn tượng. Ngoài ra, có thể điểm qua các lý do giúp Lisa trở thành thành viên có số đo cực phẩm nhất Blackpink như Vòng một cân đối, vừa phải tạo dáng cân đối, sang chảnh không bị ngộp so với thân hình phụ nữ châu Á bờ vai ngang hoàn hảo cân bằng tỷ lệ cơ thể, giúp Lisa tỏa sáng trong mọi trang phục hở vai. Sexy, cá tính, vòng eo con kiến 52cm không mỡ thừa khỏe khoắn với đường cơ bụng đầy mỡ ước giúp Lisa cân mọi trang phục từ crop top. Cắt ao, không quả táo sexy, quyến rũ tựa như phiên bản đời thực của búp bê Barbie tạo nên thân hình hoàn hảo khó tin. Không chỉ Lisa, ba mảnh ghép còn lại của Blackpink cũng sở hữu thân hình hoàn hảo cùng sắc vóc ngàn người có một chuẩn dù chỉ 1cm. Ví dụ Rose, Jenny chọn Pilate trong khi Jisoo và Jenny vẫn yêu ái các bài tập vũ đạo. Số đo ba vòng của Blackpink luôn là những con số nhận được sự quan tâm đến từ đông đảo người hâm mộ. Với các thông tin chia sẻ cùng bí quyết giữ dáng của các nữ thần tượng, phái đẹp hãy tham khảo và cân đối khi áp dụng để sở hữu thân hình khỏe đẹp, quyến rũ.